trên địa bàn quận Cầu Giấy, phóng viên chúng tôi phát hiện một cơ sở kinh doanh bất động sản núp dưới mác người nổi tiếng. Đối tượng là những người có nhu cầu mua bán, giao dịch nhà ở trên địa bàn. Theo ghi nhận của phóng viên, nhóm người này thường hoạt động vào ban ngày tại tầng 10 tòa nhà PVOI 148 Hoàng Quốc Việt. Khi có khách hàng có nhu cầu đến mua nhà, sẽ có khoảng 1 đến 2 nhân viên tư vấn chèo lái đưa khách sang xem căn hộ mẫu. Các con mồi sau khi tìm được mã căn nhà ưng ý sẽ được nhóm đối tượng này ký kết hợp đồng mua bán. Đây là nhóm đối tượng khá mới và hoạt động rất tinh vi, luôn cung cấp các giải pháp cho khách hàng một cách tận tình, có tổ chức và chuyên nghiệp. Hai vợ chồng tôi có một khoản tiền đang cần đầu tư để sinh lời. Đây là lần thứ hai tôi đến công ty và đã được các bạn giúp gia đình tôi kiếm thêm thu nhập để tiền đẻ ra tiền. Tôi chuẩn bị lấy vợ và cần mua một ngôi nhà rộng rãi, đầy đủ tiện ích cho gia đình. Khi đến công ty, tôi được các bạn tư vấn dẫn đi xem nhà rất nhiệt tình. Thậm chí còn mời tôi ăn trưa. Tôi đã chốt mua nhà ở đây, tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến đây để mua nhà. Chủ cơ sở trên là ông Nguyễn Khắc Việt, ông sở hữu rất nhiều bài hát, MV nổi tiếng. Gần đây được biết đến với vai trò một doanh nhân nổi tiếng khi ông rẽ sang kinh doanh bất động sản với thương hiệu KVLand. Tôi là Nguyễn Khắc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của KVLand. Chúng tôi là đơn vị chuyên về phân phối bất động sản. Chúng tôi rất chú trọng đến những khách hàng có nhu cầu thực, những khách hàng muốn ổn định cuộc sống, muốn an cư, những khách hàng muốn rõ ràng về vấn đề pháp lý và có sự hỗ trợ về tài chính. Chúng tôi sẽ là một đơn vị cầu nối, kết nối mọi người để mọi người có thể an tâm mua được những ngôi nhà và mọi người không phải lo về rủi ro về pháp lý, cũng như không có lo về vấn đề về sẽ được vay vốn hay không.